Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Scary Teacher vào đây. Let's go. Chapter 4. Let's go. Okay, let's go. It's finally here. Oh, I can't wait to start controlling those brats. Wait a minute. What are these this? For? Nothing, dear. Come here. Chết rồi, mày bị thông minh rồi. Oh now, my gosh. You won't remember a thing. Oh, now the real fun begins. Oh, Francis. Be a dear and fetch me a drink. Wow, I'm really beautiful. Okay, let's go. Rồi mình sẽ lột cái này ra. Bây giờ mình sẽ xem bà ta đi đâu. Bà ta lại lên gác. Wow. Ok. Let's go. Có một cái cửa màu đỏ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Troll Quest Hero 2. Let's go. Rồi các bạn ấn dị bên trái này. Xuất hiện một con ma.
Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tên thứ ba, Evie Kiss. Let's go. One day. Ok, let's go. Một cái chậu. Rồi, mình sẽ mang ra ngoài. Skimmer này thì các bạn phải mang lên trên tầng 2. Mình quên. Và bỏ trong chỗ này. Let's go. Okay, let's go. Ok, mình sẽ thắp 5 cái nến nào.
Let's go. Sáu bốn tám ba. Rồi, và mình đã thoát ra khỏi nhà cậu bé này. Chạy thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ tư, Butcher Room. Let's go. Không được rồi, nếu mà như vậy thì sẽ chết ngay. Wow. Oh, lại. Còn như vậy. Không đủ đâu ta. Lại rồi đâu. Cái này vào sang lại. Let's go. Năm lượt. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my gosh. Không được rồi. Để thế nào. Sẽ là như thế này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ năm, Butcher X. Let's go. Chapter one. Good stuff. Let's go. That's useful. Good stuff. I need this. Oh my gosh. Good stuff. 733808. Okay. Let's go. I need this.
Rồi các bạn ghép vào số 4 này là các bạn hoàn thành được chapter 1. Sau đó thì sẽ chuyển sang chapter 2. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Scary Butcher qua đây. Let's go. Wow. Còn ta đang có một con dao. Wow, we bắt rồi. Oh my now God. I've got you, you slimy little worm. Rồi mình sẽ vào lại. Bị bắt rồi. Wow, rồi rất là sợ luôn. Một cái búa. À, mình sẽ phá con dao này. You all over until you bleed out, little pig. You are dead. Do you hear me? I will cut you from ear to ear. Let's go. Ông ta vẫn đang ở chỗ dao. Hình như đang sửa dao. Rồi, mình sẽ lấy cái này. I'll be wearing your blood next, you little coward. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Evinu, let's go. One day. I'm winning the game and I'm going to be good. Oh my gosh. Mình tưởng bà ta không cúi ra. Đang ngờ bà ta lại cúi ra. Sợ thật. Rồi mình sẽ mò lên trên tầng 2 này. Tránh gặp bà ta luôn. Ta đã biết mình ở trong đấy nhỉ? Mình không hiểu lý do gì luôn. Mình trốn đâu vậy mà và ta vẫn biết. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Granny Evin. Let's go. Không có vừa rồi biết thì mình cũng hơi ngạc nhiên. Play. Continue.
One day. Let's go. Tôi chết rồi. Đã xuống là không lên được đấy. Bây giờ mình lại phải lừa bà ta thôi. Xong bắt đầu mình chui đây. Oh my gosh. Có mở được cái cửa ở đây ra không? Ok. Let's go. Oh my gosh. Phải đi đường vòng đây thôi. Chạy luôn. Bà ta xuống sẽ không nhìn thấy mình, sau đó thì bà ta sẽ lên trên thôi. Rồi mình sẽ chuồn vào đây. Thôi chết rồi. Chuồn lên. Oh my god. Wow. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.